Làm thế nào để chọn được một chiếc bếp từ tốt, linh kiện chuẩn cho không gian bếp nhà mình? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị em một video rất là đặc biệt. Cái video này sẽ không có một bên nhà bếp nào chia sẻ với anh chị nha. Nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị để chúng ta có thêm một cái góc nhìn và có cái cách để chúng ta chọn được những sản phẩm linh kiện tốt nha. Thì trước mặt anh chị em đây là chiếc Eragon LH6800 nha. Thì cái câu chuyện chúng ta sẽ đi ngay bây giờ vào linh kiện nha. Anh chị em lật ngay cái đít bếp lên cho em. Đó, khi chọn bếp thì anh chị em sẽ lật ngay cái đít bếp lên cho em. Thì đối với tất cả những sản phẩm mà có một cái hộp linh kiện nhựa như này nha, và đằng sau là cái tấm inox. Đó, và sau đó là mặt kính này, tấm inox này, sau đó mới đến linh kiện hộp nhựa này. Thì đây, bên trong nó sẽ như thế này. Thì chút em sẽ đi sau. Còn cơ bản 80% còn lại trên thị trường hiện nay đó là sẽ là một hộp tôn nha. Đây này, anh chị em đặt đít bếp lên nha, sẽ phát hiện thấy một hộp tôn hoặc là một hộp sắt to như thế này. Thì có khi anh chị em sẽ nghĩ là ô nó to này chắc là bên trong nó phải linh kiện, nó phải hoành tráng lắm. Nhưng đây, câu chuyện bên trong nó sẽ như này nha. Cơ bản nha, cơ bản tất cả những cái dòng loại 2 thì nó sẽ đi linh kiện như thế này. Thế thì khác thế nào giữa loại 1, loại 2 thì đây là câu chuyện linh kiện nha. Em sẽ đi luôn. Đây, đây là mâm từ này. Thì mâm từ ở những cái dòng loại 2 nó sẽ ốp trực tiếp lên bo luôn nha. Cơ bản nha, đây này. Thì ở trong bo đây, mọi người nhìn này, nó sẽ các con tụ nó sẽ rất là nhỏ nha, sẽ rất là sơ sài. Đây này, tản nhiệt này, quạt tản nhiệt này. Đấy, nói chung nó rất là sơ sài. Và nó cấu tạo như thế này thì thường khi chúng ta vào bếp đun nấu thì cái nhiệt này nó sẽ phả trực tiếp vào bo, nó sẽ làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của những cái dòng linh kiện loại 2 này nha. Đấy là 80% còn lại trên thị trường nha. Thế còn câu chuyện thì nó phải đi theo kiểu như này thì nó mới là những cái dòng Âu, những dòng Đức, Tây Ban Nha nha. Thì đây, câu chuyện về linh kiện, anh chị em nhìn này, những con tụ của nó sẽ rất là to đúng không? Chúng ta dù không có kiến thức về kỹ thuật chúng ta cũng sẽ hiểu. Đây, cầu diode rất là chắc chắn này, tản nhiệt này, đây nhìn hệ thống tản nhiệt này rất là chắc chắn luôn đó. Thì những cái phần linh kiện nó tốt, nó chắc chắn này, nó sẽ chịu được tải trọng cao, chịu được công suất cao. Thì những cái sản phẩm mà chịu được công suất cao thì thường nó sẽ bền bỉ theo thời gian nha. Ví dụ như là một chiếc xe chở 3 tấn 7, nhưng mà chúng ta chỉ chở có 1,5 đến 2 tấn thôi thì lúc nào nó cũng bền đúng không? Nhưng nếu chúng ta dùng những công suất yếu, ví dụ như 2.000, thế một chiếc xe chỉ được 2 tấn thôi nhưng lúc nào nó cũng chở 2 tấn thì nó sẽ không được bền đâu. Đấy là mình hiểu đơn giản là như vậy. Còn đối với những cái chiếc bếp thì nó cũng cơ bản như vậy, nhưng mà đặc biệt nha, là những cái dòng loại 2 này thì cái cấu tạo của nó không được tốt cho lắm nha. Đây, nhiệt sẽ phải trực tiếp. Còn đây, nhiệt không mà phải trực tiếp nha. Đây, mặt kính này, xong mâm từ cách cả một cái tấm inox này, cho nên không bao giờ nó phải trực tiếp vào cái bo này, thì nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ và hiệu năng của chiếc này nó bền bỉ hơn nha. Đó là điều mà em muốn chia sẻ đối với anh chị nha. Về câu chuyện bếp, anh chị em phải nhìn về vấn đề linh kiện nha. Đó, chứ đôi khi nghe PR nhiều quá trên mạng, nói thật nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn về linh kiện. Thế thì cái chiếc Eragon này nó có những cái đặc điểm như sau: công suất là 3.000 và chia sẻ vùng nấu đến 3.700. Nói thật là cái mức công suất rất là cao đối với bếp bây giờ rồi. Và ngoài ra nó có một cái công nghệ rất là đặc biệt, đó là công nghệ Econavi. Nó sẽ giúp tiết kiệm điện năng hơn inverter thông thường là 10%. Mặt kính Eurosaphir này, đây này, hai vùng nấu riêng biệt này, nó chia sẻ vùng nấu lên 3.700, công suất rất là cao, bo viền thép. Và đặc biệt chiếc này nha, nó sẽ được bảo hành đổi mới không sửa trong vòng 3 năm nha. Rất là uy tín nha. Một sản phẩm rất là tốt, linh kiện rất là chuẩn, cho nên tự tin luôn. Sản phẩm này tự tin luôn. Đây, sử dụng rất dễ thôi, nguồn, kéo trượt, poster, khóa chị em, hẹn giờ, rất là đơn giản, rất là dễ dùng, ai cũng có thể sử dụng được nha. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm hoặc là cần chia sẻ về kiến thức nhà bếp thì liên hệ trực tiếp với bên em nha. Bên em sẵn sàng tư vấn luôn, miễn phí. Còn quan tâm sản phẩm nha, bên em sẽ lắp đặt miễn phí tận nơi tại nhà nha. Giá rất tốt nha anh chị em, khẳng định giá rất tốt so với thị trường. Anh chị em liên hệ bên em nha.